anh em sẽ về bờ an toàn anh em nhé. Ở phiên cược mới khoảng từ 5 đến 10 giây đầu, phần mềm sẽ trả kết quả và anh em chơi. Bên cổng game Go 58 báo xỉu này và bên cổng game Sunwin báo tài thì tôi sẽ đặt cược đều tay và đi đều tiền 5 triệu các bạn nhé. Anh em ấy, sử dụng cái dòng điện thoại gì tôi đều có thể cài đặt được cho anh em hết. Điện thoại Android, iPhone hay là máy tính bảng hoặc là máy tính thì tôi đều cài đặt được cho anh em để anh em chơi hết anh em nhé. Bất cả anh em sử dụng cổng game nào như Go88, Sunwin, ZigVip, 789 Club, Cubet, chơi tài xỉu hoặc sóc đĩa, anh em chơi cổng game nào tôi sẽ cài đặt cổng game đó cho anh em. Bên tôi hỗ trợ hơn 200 cổng game khác nhau từ trong nước tới quốc tế. Chờ kết quả này. Ok anh em này, bên Go88 chuẩn xỉu này, 10 điểm xỉu này. Bên Sunwin 652 chuẩn tài anh em nhé. Để tiếp tục lại chờ cái phiên cược tiếp theo để phần mềm sẽ báo trả kết quả để chúng ta có thể đặt cược. Đây tôi đang test trên hai cổng game là Go88 và Sunwin đây anh em nhé. Phần mềm này tôi đang cài đặt trực tiếp về máy báo tài anh em nhìn này. Đấy, nhìn trực tiếp trên màn hình có thể thấy này, báo tài này. Tôi sẽ đặt cược tiếp tục này, 5 triệu vào tài anh em nhé. Phần mềm đây chuẩn chỉ anh em nhìn này, có thể di chuyển trên màn hình. Ở đây mới là phần mềm chuẩn anh em nhé. Và đặc biệt hơn nữa là khi anh em sử dụng cái phần mềm bên tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho anh em test thử phần mềm miễn phí, đánh lên tiền rồi mới phải thanh toán, cài đặt phần mềm trực tiếp về máy của anh em và chơi trực tiếp trên cổng game anh em đang chơi, anh em test thử lạp tiền vào, đánh lên tiền rồi mới phải thanh toán anh em nhé. Chờ kết quả này xem là phần mềm báo có chuẩn xác không. Rồi 641 này chuẩn tài này và 643 chuẩn tài bên cổng game Sunwin anh em nhé. Tiếp tục sang phiên cược mới, chờ phần mềm trả kết quả để tôi tiếp tục tôi đặt cược. Phần mềm báo xỉu này anh em nhìn thấy chưa, báo xỉu bên Go88 này. Tôi sẽ đặt cược 5 triệu này. Bên cổng game Sunwin cũng báo xỉu này, như anh em có thể thấy này, đang báo xỉu anh em nhé. Tôi sẽ đặt cược 5 triệu vào xỉu. Khi anh em chơi theo phần mềm thì phần mềm báo bên nào anh em đặt cược bên đó và anh em đặt đều tay, anh em đi đều tiền. Tôi hỗ trợ cài đặt từ xa hoặc là anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn. Tôi sẽ hỗ trợ cài đặt cho anh em. Ở xa thì anh em cứ kết bạn Zalo rồi tôi sẽ cài phần mềm. Anh em test đánh lên tiền rồi anh em thanh toán phí cài phần mềm cho bên tôi. Tránh những cái trường hợp anh em gặp những phải công ty không uy tín, người đã chuyển khoản người ta trước hay là cọc anh em bị lừa. Ok anh em này, chuẩn xỉu này. Đấy, chuẩn xỉu nhá anh em nhá. Đấy, phần mềm báo rất là chuẩn xác. Tôi sẽ test thêm cho anh em một phiên cược nữa. Bởi vì đây là clip quảng cáo nên tôi không có nhiều thời gian để test cho anh em xem lâu dài được. Nên anh em xem để có thể biết này. Báo tài anh em này, phần mềm báo tài này. Đây. Báo tài nhá. Tiếp tục này, tôi đặt cược 5 triệu vào tài. Bên cổng game Sunwin báo xỉu. Báo xỉu thì tất nhiên là tôi sẽ đặt cược tiếp tục 5 triệu vào xỉu bên cổng game Sunwin anh em nhé. Anh em đừng có dại gì mà đánh xanh chín với nhà cái. Để bán xe, bán cửa, bán nhà, để bán tất cả. Nhà cái nó lập trình ra game thì làm sao mà anh em đòi chơi solo với nhà cái được. Anh em phải lên phải tìm hiểu rõ về cái phần mềm để anh em sử dụng để kiếm tiền và gỡ gạt lại những gì mình đã mất. Đối với những cái thành phần lừa đảo thì anh em không nên chuyển khoản trước hay cọc trước cho người ta anh em nhé. Anh em cứ phải được test phần mềm rồi anh em thanh toán. Ok anh em, 641 này hãy chuẩn tài anh em nhé. Rồi bên cổng game Sunwin này chuẩn xỉu anh em này. Chào tất cả anh em nhé. Thì những anh em nào đang thua tha nợ nần đấy, đang vay mượn mà không biết cách nào để gỡ thì tôi khuyên thật đấy, anh em hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn anh em, đưa anh em vào bờ một cách nhanh chóng. Đấy, uy tín như thế nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Bên tôi là chuyên cung cấp tất cả những cái phần mềm mà nó có thể báo được chết cái kết quả là tài là xỉu cho anh em chơi, hoặc là sóc đĩa, baccarat. Đấy, đều có thể báo được kết quả cho anh em chuẩn xác nhất để anh em chơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ test trực tiếp vào trên con Go88, đó là cổng game quốc tế anh em nhé. Thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình có thể test trên tất cả những cổng game mà anh em đang chơi. Đấy, thì hoàn toàn là những phần mềm mình cung cấp cho anh em là miễn phí 100%.
một tháng anh em sử dụng nhá. Và anh em nào cần mình kéo thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình sẽ chung vốn với anh em và anh và mình cũng kết hợp để mà làm anh em nhá. Thì qua cái phiên cược này thì mình sẽ vào vài lệnh cho anh em xem thử là cái phần mềm bên mình làm ra nó có chuẩn xác hay không. Đấy. Ok, tiếng này là tài 11 nút đây. Anh em để ý nhá, số vốn của mình hiện tại là 4.500.000. Ok. Anh em có thể xem cầu, xem kèo bình thường anh em nhá. Ok. Tiếng này phần mềm bên mình đang báo, anh em tất tay và xỉu cho mình nhá. Mình đánh nha lờ cho anh em xem được kết quả nó chuẩn xác hay không anh em nhá. Năm 2025 rồi, nếu anh em chơi mà anh em chơi xanh chín mấy bên nhà cái, tôi đảm bảo với anh em 100% là anh em thua hết nhá, không còn 1.000 nào cả. Còn nếu anh em có phần mềm đấy, có cách chơi thì anh em có thể thắng được anh em nhá. Và anh em thắng anh em không nên tham. Với thẳng với anh em là một ngày tool hỗ trợ trong vòng 10 tay đến 15 tay. Đấy, anh em cứ từ từ anh em vào bờ thôi, chứ đừng có tham anh em nhá. Như mình là người có kinh nghiệm rồi. Đấy, mình sẽ biết được phần mềm nó báo tiếng nào chuẩn, tiếng nào không chuẩn anh em nhá. Phần mềm nó thẳng với anh em, không có phần mềm nào chuẩn 100%. Nó chỉ hỗ trợ trong quá trình anh em chơi thôi. Những anh em mới chơi mà đã thua tha sâu rồi thì nên cập nhật với phần mềm mà chơi, hoàn toàn là miễn phí 100% anh em nhá. Ok, tiếp nhá. Một lệnh này ăn ngay này. Rất là ok đúng không anh em? Tiếp đến lệnh thứ hai thì mình sẽ tiếp tục vào tiền tiếp cho anh em nhé. Anh em có thể nhìn cầu nhìn kèo này, số tiền là đang lên là 8.900.000 rồi anh em nhé. Vừa rồi là về xỉu 9 tiếp này, 9, 11, 9 này. Như tiếng này mình vừa xem cầu xem kèo và vừa mình xem tool thì là phần mềm tool của bên mình đang báo tiếp tục anh em đánh L A L I và xỉu tiếp anh em nhé. Ok chưa, đánh gấp chảo lên cho anh em này, thắng mình đánh lên, thua mình đánh xuống anh em nhé. Anh em chơi cái này anh em phải bạo một chút đấy, vì nó chỉ có 5 đến 10 tay là nó chuẩn xác thôi, vì một ngày là tool nó báo tầm 15 tay thì tỷ lệ nó gần như là 80/100 đấy. Cách chơi kiểu gì, cách sử dụng kiểu gì thì anh em cứ liên hệ mình và mình sẽ hỗ trợ anh em cài đặt 24/24 nhá, hoàn toàn là miễn phí anh em nhá. Bên mình không bán, không cung cấp đấy, và anh em chơi được, anh em muốn cho mình bao nhiêu lộc mình bao nhiêu đấy tùy anh em nhá. Còn nếu anh em nào cần mình kéo mình hỗ trợ thì vốn anh em có bao nhiêu mình chung anh em từng đấy, tài khoản và mật khẩu anh em cầm. Ok chưa, chơi được ra rút về tài khoản ngân hàng của anh em rồi thì anh em mình banh đôi mỗi anh em một nửa. Ok, tiếp tục hút tiếp này, 112 nhá. Ok. Rất là ok luôn anh em này, xem này. 94 này. 94, xem phần mềm và báo kết quả là như thế nào anh em nhé. Lên đã cộng là 17.600.000 này. 94 này. Phần mềm tiếng này báo tài rồi anh em ơi. Anh em tin mình đúng không? Mình dám tự tin tiếng này đánh AL in tiếp cho anh em 3 lệnh liên tục nha anh em nhé. Đấy. Nếu anh em nào bảo mình mõm thế này thế kia thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình, mình hỗ trợ, mình cài đặt cho anh em từ xa. Đấy. Hoặc là anh em đi lấy cửa hàng của mình có 2 chi nhánh, 2 cửa hàng. Cửa hàng thứ nhất là cạnh bến xe Mỹ Đình Hà Nội và cửa hàng thứ hai là cạnh bến xe miền Đông Sài Gòn. Anh em qua trực tiếp đấy, hoặc là anh em ở Đà Nẵng thì anh em có thể qua bến xe Đà Nẵng thì alo cho mình trực tiếp, mình sẽ hướng dẫn và gặp mình trực tiếp. Đấy, mình cài đặt vào máy cho anh em để anh em sử dụng anh em nhá. Và miễn phí cho anh em 1 tháng nha anh em nhá. Anh em nào cần cứ ra liên hệ qua Zep Lào nha anh em nhá. Tiếp tục cho anh em 3 tay thông, ok chưa anh em? Đủ ok, uy tín chưa? Xem nào. 11 tiếp cho anh em này. Thường thường những tay này anh em đánh xanh chín anh em sẽ đánh như thế nào?
Đấy, nhưng mà tôi tin chắc vào phần mềm thì tôi sẽ chơi theo phần mềm anh em nhé. Còn những anh em nào còn đang mơ hồ cái vấn đề là anh em có thể chơi xanh chín và đỏ đen ở trên tất cả những cổng game và nền tảng chơi này, thì tôi khuyên thật với anh em là anh em không nên chơi nữa nhé. Có phần mềm thì anh em mới nên chơi nhé. Tiếng này ấy, mình đánh nhẹ thôi, 20m và xỉu anh em nhé. Đấy, thắng thì mình đánh lên, thua thì mình đánh xuống. Mình cứ bình tĩnh mình chơi, có phần mềm hỗ trợ thì anh em sao phải sợ. Còn lại là tài khoản mật khẩu anh em cầm mà. Tôi cung cấp cho anh em tool miễn phí cơ mà. Đâu phải là tôi thu phí hoặc là tôi lấy tiền của anh em đâu. Đấy, còn những anh em nào cần mà xem được cái video này của mình nhá, thì anh em chia sẻ rộng cho mọi người biết nhá. Đấy, và liên hệ đến một qua Telegram nhá anh em nhá. Hay là qua Zep nào, mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể hơn anh em nhé. Đấy, chuẩn hay không thì anh em cứ nhìn thực tế mình chơi trên con cổng Go 8 này thì anh em biết, đúng không? Còn nhiều anh em cứ bảo là ghép video, tôi chả có ghép gì cả, thực tế luôn 100% là như thế. Ok chưa, lụm lúa chưa anh em? Đấy, từ 4,5m thôi, anh em xem bây giờ là lên bao nhiêu. 4 tay thông rồi anh em nhé. Tôi sẽ anh em test cho anh em một tay cuối cùng nữa. Tiếng này là bình thường anh em soi cầu, tiếng này anh em vẫn biệt xỉu đúng không? Không có cái gì là cầu kèo hết anh em nhé, phải có phần mềm hỗ trợ mình nhé. Ok, tiếng này mình tiếp tục này, mình đánh này 40m luôn anh em nhé, 44m này, ok chưa? Xin lỗi anh em. Bốn ba mà, ok chưa? Anh em nào cần phần mềm hoặc cần mình kéo về bờ thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Mình sẽ hỗ trợ anh em từ A đến Z, không phải lo ngại cái vấn đề gì cả. Nếu anh em đã thua tha nhiều quá thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Những tay này anh em rất run đúng không? Nhưng mình không hề run anh em nhé. Đã có phần mềm mình không hề run anh em nhé. Ok, let's go chưa anh em? Được chưa? 77 này. Câu kèo cái gì anh em cứ theo mình là lụm lúa anh em nhé. Ok chưa? Xem cộng bao nhiêu. Thoát cái này ra anh em nhé. Ok, từ 4m5 mà lên trực tiếp 96m, ok cho anh em. Nếu anh em nào cần mình gỡ thua tha rồi liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Mình sẽ hỗ trợ trên tất cả những cổng game và tất cả những nền tảng, mình hỗ trợ cho anh em nhá. Chào anh em.